Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho một mẫu xe. Mà trước khi giới thiệu mẫu xe này thì em xin thông báo là hiện tại cái mẫu này bên em đang có chương trình giảm giá chỉ còn 15.990.000 thôi. Giá rất là tốt rồi nha mọi người. Rồi, thì đây là mẫu Twitter LR12 phiên bản thắng đĩa. Thì chiếc xe này thì trước đây em đã lên một video rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là bên em có cái chương trình giảm giá nên là quay lại để mà giới thiệu cái sản phẩm cũng như là thông báo là hiện tại mẫu xe này đang giảm giá. Đó, thì đây là Twitter LR12 với group của Retroback nha mọi người. Thì cái mẫu Twitter LR12 này thì chúng ta sẽ có một cái khung carbon nè, rồi phuộc carbon nè, rồi tiếp theo là cọc yên carbon. Đó, thì với phiên bản này chúng ta sẽ sử dụng một cái ghi đông của tang dây đi âm nha mọi người, rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ được thay thế chất liệu là carbon, là thay thế bằng nhôm. Nhôm thì nó sẽ cho chúng ta một cái thiết kế cứng cáp hơn, rồi cái độ chịu lực nè, khi mà mọi người bứt tóc nè, sẽ cứng hơn rất là nhiều so với lại carbon nha. Tuy nhiên thì với cái nhôm này nó cũng sẽ rất là nhẹ đó. Tổng trọng lượng của chiếc xe R12 group của Retroback này nó vẫn nhẹ tương đương so với lại group của Retroback mà phiên bản 11 lít đó. Thì đây là cái phiên bản 12 lít sau nha mọi người. Thì chúng ta sẽ có hai đĩa trước và 12 lít sau. Thì với phiên bản 12 lít sau chắc chắn chúng ta sẽ thay thế một cái cùi đề với cái giải cấp độ cũng khác so với lại bản 11 lít ha. Thì ở đây cụ thể là chúng ta sẽ được thay thế một cái cùi đề của Retroback phiên bản 12 lít sau nha mọi người. Rồi cho mọi người trải nghiệm được nhiều cái giải tốc độ hơn. Đó. Rồi, về phần cấu hình thì chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa trục rỗng nè. Rồi hai đĩa trước và 12 lít sau. Gạt đĩa của Retroback nha mọi người. Đó, đùi đĩa trục rỗng thì nó sẽ cho chúng ta cái trọng lượng nhẹ hơn. Đó, tối ưu được trọng lượng của xe hơn. Màu ở đây như mọi người đang thấy, chúng ta sẽ có một cái màu sơn đổi màu khá đẹp. Thì cái màu sơn này cũng là một trong những cái màu sơn mà nó hot nhất cái năm vừa qua. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái bánh nhôm của Retroback nha. Thì với cái phiên bản bánh này chúng ta vẫn được trang bị một cái tem mới luôn. Thì tem mới nó sẽ cho kích thước gọn gàng hơn nè. Đó, kèm theo phía trên là mọi người đang thấy một cái lốp của Combat thông số là 700x28C. Thì thông số của một chiếc lốp xe đạp đua thì nó sẽ dao động từ 723, 25, 28 tùy vào cái địa hình. Thì với cái phiên bản 728 này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người đi được nhiều địa hình hơn. Địa hình gồ ghề nhiều hơn. Đó. Rồi mọi người đi trong phố cũng được. Tuy nhiên thì về độ lướt chắc chắn nó sẽ không bằng so với lại phiên bản 723 và 725. Nhưng mà ưu điểm của dòng này thì chúng ta sẽ đi được đường gồ ghề nè. Chẳng hạn như đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì nó sẽ gồ ghề một xíu, đường nó không được láng, không được mịn. Giống như là các cái thành phố biển như Vũng Tàu, Nha Trang. Đó thì chúng ta sẽ đi cái thông số lốp lớn như thế này. Thứ nhất là nó sẽ bám đường nhiều hơn khi mọi người vột cua. Thứ hai là chúng ta sẽ trải nghiệm nó êm ái hơn một xíu so với lại những cái thông số lốp nhỏ. Đó. Rồi, thì ở đây chúng ta vẫn có một cái tay đề lắc của Retroback nha mọi người. Tay đề lắc này thì nó vẫn cho chúng ta 12 cái cấp độ nè. Thì khi mọi người lên đĩa xuống đĩa nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đó, khi mọi người muốn lên đĩa thì chúng ta chỉ cần lắc mạnh thôi. Khi mọi người muốn xuống đĩa thì mình chỉ cần lắc nhẹ là được. Thì với cái mẫu Twitter R12 này chúng ta sẽ được sử dụng một cái cùm thắng của Retroback. Thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ sử dụng thắng đĩa cơ dầu nha mọi người. Tức là chúng ta sẽ có một cái dây cơ và kéo một cái heo dầu phía dưới. Đó. Thì sơ bộ cho mọi người một xíu về cái cấu hình của mẫu Twitter R12 này. Còn giá của nó là hiện tại bên em đang giảm chỉ còn 15.990.000 thôi. Giá rất là tốt rồi. Anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì cần tìm hiểu thêm về phương thức vận chuyển nè, rồi size xe, màu sắc của xe nè, thì mọi người có thể liên hệ vào số điện thoại em để bên trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở các video lần sau ạ.